đạn châu công kích dường như đã dừng lại rồi. Xem ra em đoán không sai, đối thủ nhất định đã sử dụng thây ma này để theo dõi chúng ta. Rất có khả năng, là hai người. Cũng có thể là hơn hai người. Đại ca, nhị ca, mau lên xe. Người ở ngư trường có động tĩnh rồi, có vẻ như đã phát hiện ra chúng ta rồi. Không rõ phân bố của quân địch. Liều lĩnh đối với chúng ta khá bất lợi. Ừm, chúng ta quay về thảo luận các biện pháp đối phó trước đã. Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại chạy mất rồi? Đầu béo, vào thời khắc quan trọng ngươi đừng để tuột xích có được không? Đang chơi vui mà, sao mày lại ngắt ngang tầm nhìn làm gì? Ha ha, ngươi không thấy cú đá cuối cùng sao? Hơn nữa hai tiểu soái ca kia bản lĩnh không tồi, không giống người bình thường lắm. Mà này, sao ngươi lại giết người của chủ nhân, Lát nữa phải giải thích với đối phương như thế nào? Bị bắt thì tất nhiên là phải giết rồi, cứ nói hai tên tiểu tử đó giết là xong rồi không phải sao? Hơn nữa, nội dung giao dịch vốn là quét sạch thây ma ở ngư trường, một số người bình thường chết cũng là chuyện đương nhiên. Đừng giỡn nữa. Cửa băng khố đang mở. Vào việc đi. Vừa xem qua rồi, không có ai đuổi đến cả vết bánh xe cũng được xử lý. Những tên đó thực sự đã bắn chúng ta. Chúng ta sẽ bị chúng tìm thấy sao? tạm thời có thể xảy không. Mục tiêu hàng đầu của những tên đó vẫn là nguồn hàng tại ngư trường. Cho đến lúc đó, bọn chúng không cần phải chuốc thêm phiền toái. Nhưng khi chúng có toàn quyền kiểm soát ngư trường, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm đến tận cửa. Đừng, đừng sợ, nhị ca nói trong ngư trường có thây ma cấp 3. Và lại dưới đất toàn là thuốc nổ cũng không thể dùng súng, bọn chúng sẽ không thể chiếm được nó nhanh như vậy được. Nói không chừng bọn họ còn có thể bị thây ma giết nữa. Không phải anh vừa nói rồi trong số bọn chúng có dị năng giả sao? Ngay cả khi không có súng, chúng vẫn có thể hạ gục thây ma. Vậy làm sao bây giờ? Nếu bọn họ thật sự dám giết đến, vậy chúng ta chỉ có thể chiến đấu đến chết thôi. Đúng vậy, tên nào dám động đến gia đình ta, ta sẽ cho hắn biết mùi. Anh tử, lát nữa giúp ba chế tạo thuốc nổ đi. Cho mấy tên kia một đi không trở lại, vâng thưa ngài. Ở kiếp trước, phải mất hai tháng trước khi có người tìm thấy thôn Thanh Sơn. Kiếp này chỉ mất có một tuần. Xem ra từ trang bị đến hành động của họ, hẳn là những phần tử đã được huấn luyện vũ trang đặc biệt. Hỏa lực của họ vượt xa chúng ta, chưa kể đến thuốc súng của ngư trường. Hơn nữa, trong ngư trường có rất nhiều thây ma cấp 2, chúng ăn xong tinh thạch sẽ càng khó đối phó hơn. Tiếp tục đợi thì chỉ có đường chết. Nhưng tùy tiện xuất kích rủi ro cũng không thể kiểm soát được. Vạn nhất. Không sao đâu, anh phải tin tưởng vào gia đình mình. Alo, alo, có ai không? Đây là Hoàng Đào. Em là Châu Trác. Có việc gì không? Châu Trác, tốt quá rồi. Chúng tôi đang ở cửa hàng ngũ kim, có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Chúng tôi phát hiện có người sống ở đây. Cái gì? Trói tên đó lại trước đã. Sao vậy? Đừng bận tâm nhiều, hãy làm như lời em nói. Còn đi đây, mọi người ở nhà cảnh giác chút nha. Là người do thám của bọn chúng sao? Không ngờ nhanh như vậy đã tìm thấy chúng ta. Không thể để tên đó sống sót trở về. Châu chắc anh đến rồi. Sáng nay chúng tôi đã đến bệnh viện từ rất sớm. Chúng tôi đã tìm được rất nhiều loại thuốc, vất vả rồi. Người đâu? Ở đây đã trói chặt lại rồi. Kỳ lạ, hình như không phải người của bọn họ. Đây là Kiều Bắc. A à. bình tĩnh, chúng ta từng gặp nhau rồi. Đừng qua đây, nếu cậu di chuyển tôi sẽ giết cô ta. Và đây là nội dung chuyện thảm họa ngày tận thế, tôi tái sinh biến cả gia đình trở thành một ông chùm. Chương 30. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, các bạn hãy để lại bình luận của mình phía bên dưới và đừng quên để lại một like một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình